Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp thì chuyên ưa thích hiểu rộng thứ lớp pháp nghĩa của 12 phần giáo, đó là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, thí dụ, bổn sự, bổn danh, phương quảng, hy pháp, luận nghĩa. Còn người nghe thì chẳng thích biết rộng thứ lớp pháp nghĩa của 12 phần giáo, đó là khế kinh cho đến luận nghĩa. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp chuyên ưa thích hiểu rộng thứ lớp pháp nghĩa của 12 phần giáo, đó là khế kinh cho đến luận nghĩa. Còn người nói thì chẳng thích biết rộng thứ lớp pháp nghĩa của 12 phần giáo, đó là khế kinh cho đến luận nghĩa. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp đã thành tựu sáu phép ba la mật đa, còn người nghe thì chưa thành tựu sáu phép ba la mật đa. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp đã thành tựu sáu phép ba la mật đa, còn người thuyết pháp thì chưa thành tựu sáu phép ba la mật đa. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Hết quyển thứ 303.